Chào mừng các bạn đến với kênh Bác sĩ Cây Trồng SPC. Trong bối cảnh diện tích dành cho sản xuất nông nghiệp ngày càng hạn hẹp, nhiều căn hộ đã tận dụng sân thượng, ban công hoặc một góc nhỏ trong sân nhà để trồng các loại rau cải, rau thơm, ớt, vân vân. Ít diện tích hơn nữa thì chỉ treo vài giò phong lan hoặc là đặt một vài chậu hoa cảnh. Mục đích vừa tự cung cấp một số thực phẩm rau sạch, vừa tạo không gian xanh mát cho căn hộ cá thể hoặc chung cư, đồng thời cũng là một thú tiêu khiển sau những giờ làm việc mệt nhọc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có nhiều thời gian để chăm sóc và không phải ai cũng biết cách chăm bón như thế nào cho đúng để không gian xanh của mình luôn tươi tốt. Nắm được nhu cầu này, công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn đã cho ra mắt bộ sản phẩm phân bón bao gồm phân bón lá, phân bón gốc, vô cơ và hữu cơ, chuyên dùng cho nhóm cây trồng nông nghiệp đô thị là rau hoa cây cảnh. Mỗi sản phẩm đều có công dụng riêng biệt, được hướng dẫn sử dụng liều lượng phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng. Đối với nhóm khách hàng ít thời gian hoặc nhà chỉ trồng vài chậu hoa kiển cho nên cũng không trang bị sẵn các cái bình phun, thì công ty chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những cái dung dịch pha sẵn rất tiện dụng cho nhóm khách hàng này. Trong chương trình hôm nay thì công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn sẽ nói về dòng sản phẩm là dung dịch phân bón đã pha sẵn. Thì ở đây chúng ta thấy có ba cái dạng dung dịch với những cái tên khác nhau là tano xanh, tano vàng và natrazim 5113. Mỗi một sản phẩm này thì sẽ có cái công dụng và cái thời gian sử dụng nó sẽ khác nhau. Ở đây chúng ta thấy đây là cái chai tano xanh. Thì cái chai này thì chúng ta thường là sử dụng trong trường hợp khi mà chúng ta muốn cây trồng và phát triển về mặt thân lá, hoặc là sau khi thu hoạch cây cũng cần phát triển, hoặc là đối với cái nhóm rau ăn lá thì cũng nên sử dụng cái nhóm đồng nhập cái dung dịch tano xanh này. Vì cái sản phẩm này thì nó có đầy đủ là đạm, lân, kali và nó có axit humic cũng như một số cái trung vi lượng. Thì đối với cái nhóm hoa lan, hoa hồng và các loại kiển lá thì chúng ta phun định kỳ khoảng 7-10 ngày một lần thì nó sẽ giúp cây sớm phát triển, bộ lá đẹp, cây mau thành thục và sớm ra nụ ra hoa. Đối với nhóm cây kiển như là mai, bonsai, cây cảnh thì khi cây mà bắt đầu phát triển đó thì chúng ta phun định kỳ 7-10 ngày một lần, giúp cây đâm nhiều, chồi non, phát triển cành lá mạnh, tạo điều kiện mang nhiều hoa vào thời kỳ sau. Những cái sản phẩm kế tiếp như là tano vàng thì cái cách sử dụng của nó cũng giống như tôi hướng dẫn tano xanh nha, chỉ có cái khác là cái thời điểm mà chúng ta sử dụng á. Thì chúng ta thấy là cái công dụng của nó là gì? Công dụng của nó là kích thích ra hoa sớm, hình thành nhiều hoa, hoa khỏe, lâu tàn. Do vậy thì chúng ta sẽ sử dụng là thường là chuẩn bị trước khi ra hoa, sắp ra hoa hoặc là sau khi đã có hoa. Và đối với nhóm hoa lan, hoa hồng và các loại kiển lá thì khi cây bắt đầu phát triển thì chúng ta cũng phun định kỳ 7-10 ngày một lần, giúp mau ra hoa, hoa đẹp, bền, màu, lâu tàn. Đối với nhóm cây kiển như mai, bonsai, cây cảnh thì cũng phun định kỳ 7-10 ngày một lần, giúp cành nhánh phát triển khỏe mạnh. Khi cây có hoa thì phun 2-3 ngày một lần, giúp hạn chế rụng hoa, hoa lâu tàn. Một sản phẩm cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đó là sản phẩm natrazim, hay đọc đầy đủ là kim long natrazim 5113. Thì ở đây chúng ta thấy trong cái thành phần của sản phẩm đó là 5113, như vậy là cái tỷ lệ lân của nó rất là cao. Như vậy thì trên chai chúng ta thấy là để là siêu ra rễ, vua mầm hoa. Bởi vì với thành phần lân cao như thế này thì nó sẽ giúp cây trồng phát triển hệ thống rễ rất là mạnh, khỏe. Và cây trồng cần phát triển hệ thống rễ ở giai đoạn nào? Thường là cây con mới trồng đó, giai đoạn cây con thì cần phát triển hệ thống rễ. Hoặc là sau khi chúng ta thay chậu, thay đất thì cây trồng cũng cần phát triển lại hệ thống rễ. Thì như vậy chúng ta ngoài cái việc bón phân ở dưới gốc không nói rồi, thì chúng ta phun cái phân này cũng hỗ trợ cho vấn đề là phát triển hệ thống rễ. Với cái hàm lượng nâng cao vừa phát triển hệ thống rễ thì nó còn vừa là giúp cây trồng tạo mầm hoa. Thì cây trồng chúng ta cần tạo mầm hoa ở giai đoạn khi mà nó đã bắt đầu trưởng thành rồi đó, thì nó sẽ bắt đầu tạo hoa. Thì để giúp cho hoa ra nhiều, ra hoa tập trung thì chúng ta nên
sử dụng những sản phẩm có nhiều lần, ngoài việc bón gốc thì chúng ta cũng sử dụng cái phân kim long natrazim 511D3 này chúng ta phun. Vậy thì cái thời điểm mà chúng ta phun thì đối với cái nhóm cây như là hoa lan, hoa hồng và các loại chuyển lá thì chúng ta phun định kỳ 70 ngàn lần thì giúp cây mau phát triển ra nhiều nụ nhiều hoa. Đối với mai, bonsai, cây cảnh khác thì chúng ta cũng phun định kỳ 70 ngàn lần giúp cây mau ra rễ, sớm đâm chồi. Phun cho cây mai trưởng thành sẽ giúp cây tích trữ được nhiều dinh dưỡng, làm tiền đề cho việc ra nhiều hoa sau này. Và cả ba sản phẩm này phun ở giai đoạn khác nhau, nhưng mà thường được hướng dẫn trên nhãn là phun định kỳ 7 đến 10 ngày một lần. Thứ nhất, trước khi sử dụng chúng ta cần phải lắc kỹ sản phẩm để cho cái dung dịch được trộn đều. Và khi chúng ta chuẩn bị phun thì chúng ta phải nhớ là mở nắp và chúng ta bóp đều và hướng về cái vùng tán lá mà chúng ta cần dự định phun. Và sau khi sử dụng xong thì chúng ta nhớ phải đóng nắp lại và bảo quản ở cái nơi là thoáng mát và tránh xa tầm tay trẻ em. Trong cái phần nói về dung dịch thì chúng tôi đã nói xong. Tuy nhiên, những cái video kế tiếp thì chúng tôi sẽ nói về những cái sản phẩm dùng để bón gốc. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn.